làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tần cha cầm bằng ca bằng xà thu dằn ca tòa nà nu tập ba tí giáp sa ba tì tù su ma nô quy bà cần ba tí xề quá tí. Thiện nghiệp là nghiệp tốt lành, thỏa thích mát mẻ phát sanh lòng người, đến khi lạc báo chín mùi, thọ hưởng quả phúc, nói cười hân hoan. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Lạc Lê. Dạ, kính cảm ơn chị Đặng Đông và dạ, con mời cô Tệ Duyên. Nhưng mà cô dạ con kính lĩnh lễ ba ngôi tam bảo và dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá và dạ, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính lĩnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô Tư Nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú 68. Kính cảm ơn Huynh Quá Thanh Á đã bút bài. Tăng cha khâm măng ca tăng xà thú dằng ca tòa nà nu phát nu tập pa tí yát sa pa tí tô su ma nô quy pa quy pa quy pa khăn pa tí xề hòa tí. Tăng cha khâm măng ca tăng xà thú dằng ca tòa nà nà nu tập pa tí yat sa ba ti to su ma no vi pa kham ba ti se wa tu. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Và đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thiện nghiệp là nghiệp tốt lành, thỏa thích mát mẻ phát sanh lòng người, đến khi lạc báo chín mùi, thọ hưởng quả phúc, nói cười hân hoan. Và đó là bộ thơ của ngài Giới Đức. Con xin đọc kệ. Tần cha khâm măng cả tăng xa thu dân cách toan nà nô thắp ba ti và sa ba ti tô sa ma tô quy pa kham pa ti se wa ti. Tăng cha kham măng ca tăng sa thu yang kat to na nu pam ba ti yat sa pa ti to su ma no quy pa kham pa ti se wa ti. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thực. Và bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thiện nghiệp là nghiệp tốt lành, thỏa thích mát mẻ phát sanh lòng người, đến khi lạc báo chín mùi, thọ hưởng quả phước, nói cười hân hoan. Và đó là bộ thơ của Hệ Đức. Và con kính mời cô Tị Duyên ạ. Dạ. Dạ, mến chào chị Nhật Huỳnh mới vào trong. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Lê. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thập Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 68. Tanh chá căm măng, cá tăng xa thú, dân cá tòa na nú tát bá tí giác sáp bá tì tô sú má nô
quý ba căn, phá tí xê quá tí, tanh chá căm măng, cá tăng xà thú, dăng cá to, na nú táp bá tí, giác xá bát tô, xú má nô, quý ba căn, phá tí xê quá tí. Tanh chá căm măng, cá tăng xà thú, dăng cá to, na nú táp bá tí, giác xá bá tí tô, xú má nô, quý ba căn, phá tí xê quá tí. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, quan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả vị thục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: thiện nghiệp là nghiệp tốt lành, thọ thích, mát mẻ, phát sanh lòng người, đến khi lạc báo chín mùi, thọ hưởng quả phúc, nói cười hân hoan. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Dưới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến và kính mời bàn tay của cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, sa thu anh thầy, cảm ơn chị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sam Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức, đại đức Minh Mẫn, đại đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ Tuệ Duyên xin kể kinh pháp cú số 8. Liên quan nha. Dạ, Tuệ Duyên. Sợ lớn, sợ nó lớn nó ồn. Dạ. Bây giờ lớn chưa ạ? Alo alo. Tăng chắc cầm măng cách tăng xà thủ dân cách tòa nà nút tắp bách tí giác sáp bách tí tô xú măn nô quý ba căng bách tí xê quá tí. Tăng chắc cầm măng ca tăng xà thủ dân ca tòa nà nút tắp bách tí giác sa pa ti to su ma no vi ba căng ba ti se qua ti tình cha cầm măng ca tăng sa tu dân toa dân ca toa na nu tập ba yat sa pa ti to su ano vi pa kang ba ti se wa ti. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu: tanh chắc cầm măng các tăng xà thú, dân các tòa nà nút tắp bát tỷ giác xá bát tỷ tô su man nô vi ba căn bát tỷ xê quá tí. Thiện nghiệp là nghiệp tốt lành, thỏa thích, mát mẻ, phát sanh lòng người, đến khi lạc báo chín mùi, thọ hưởng quả phúc, nói cười hân hoan. Khổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức là Tuệ Duyên đã kể xong. Và bây giờ cha Tina. Dạ, kính mời Tina.
Mời Thina cầm mic Thina ơi. Dạ, nãy giờ con xin lỗi. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng, con xin phép được học bài. Tăng chắc khâm măng các tăng xa thức, dân khách tòa nát nút tắp bát tí, dắt sát bát tì tù sư mà nô, quý bà cần bát tí xê quát tí. Tăng chắc khâm măng các tăng xa thức, dân khách tòa nát nút tắp bát tí, dắt sát bát tí tù sư mà nô, quý bà cần bát tí xê quát tí. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng hưởng thọ quả dị thục của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thành cha khâm măng cà thăng xa thú, dân khát tô na nụ tắm ba ti, dành xa ba ti tu su ma nu, quý ba khăn ba thi xê hoa ti. Tành cha khâm măng khà thăng xa thú, dân khan thoa na nữ tắm ba ti, dân xa ban ti tu su ma nu, quý ba khăn ba thi xê hoa ti. Thiện nghiệp là nghiệp tốt lành, thọ thích mát mẻ phát sanh lòng người, đến khi lạc báo chín mùi, thọ hưởng quả phúc nói cười hân hoan. Và của Hòa Thượng Giới Đức, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lành thai tì nà, nam mô Phật tha giá. Nam mô tam ma gia, nam mô sáng kha gia, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Đức Phật giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể quý đạo hữu trong room, và con xin được kể kinh pháp cú số 68. Cảm ơn các quý tu duyên cùng sĩ tăng đồng cho biết nghe rõ. Tần cha cấm mong cả tăng xa thu, yam ca toa na nu tap pa ti, yat sa patito sumano vipakang patisewati. Tanca kamang katang sahatu yang katwa nanu tapati, yat sa patito sumano vipakang patisewati. Tăng cha cấm măng cả tăng xa thú, yang khát tòa na nu tập pa ti, yat sa pa ti to su ma no, vi pa kang pa ti se wa ti. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng hướng thọ quả dị thục. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Thiện nghiệp là nghiệp tốt lành, thỏa thích mát mẻ, phát sanh lòng người. Đến khi lạc báo chín mùi, thọ hưởng quả phúc, nói cười hân hoan. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Giả Nam Mô Phật Tha Giá, con xin được giữ mình. Dạ, không thấy bàn tay nào hết rồi. Atana, kính mời xin truyền hình nhé. Kính mời xin. Dạ, sa thủ kính cảm ơn thiệt thiên kiếm mạng hình Minh Hoạt Thả Đá. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn cùng Chi Tông Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Đặng Đông, cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh thấy hành kiểm chạy ra chạy vào hoài, có đưa tay được không hành kiểm ơi? Nếu được thì xin mời bàn tay à. Dạ, trong khi chờ đợi, dạ con xin được ôn bài câu Pháp Luân Kinh số 68. Cảm ơn Quỳnh Bạc Hà Na cho bài học. Tăng chắc cầm măng các tăng xa thù dân cách tọ na tụ tập bát tí giá sát bát tí tơ sư ma nơ vì bà căng bát tí xê hoà tí. Tành cha cầm măng cát tăng xa thù dân cát tọ na tụ tập bát tí giá sa bát tị tơ sư na sư ma nô quý bà căn bát tị xê hoạt tị.
và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn hoan hỷ, ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thúc. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, cô ấy mình cũng không thể đưa tay. Cảm ơn hành kiểm. Tành cha căm ăn cà tặng xa thu dẫn ca ta na nụ tập ba ti và sa ba ti tàu su ma nô quỷ ba căn ba tỳ xê qua ti. Thiện nghiệp là nghiệp tốt lành, thọ thích mát mẻ phát sanh lòng người, đến khi lạc báo chín mùi, thọ hưởng quả phúc nói cười hân hoan. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Nghĩa Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Ngục Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ mời cô Ái Minh. Dạ, xa thứ làm thầy. Nãy giờ anh Minh đi lấy đồ của Phật tử cúng cúng dường cho chùa, chạy chết luôn, chạy xuống mà hết giờ rồi mà anh Minh không thấy này Đức Minh Mẫn vào thôi, cứ tranh thủ ha quý anh chị, để rồi cái vào thì mấy anh chị nhá liền cái nha, mắt chạy quá trời, mắt mưa mắt gió ha. Rồi, con Nam Mô Bổn Thầy dạ. Nam Mô Thâm. Ủa? Dạ hả? Vậy thôi để dạ. Cái mic của sư bữa nay sao đen thui vậy sư? Dạ thôi chị Ngọc Quỳnh ơi, chị thỉnh pháp sư giùm em nha. Dạ, dạ con kính dạ sa thủ kính cảm ơn cô ấy mình. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy dạ. Con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tại đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp của kinh số 68. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tài duyên xích Rạng Đông xích Thina Vinh Quách Tha Ná cô ấy Minh đã hoan hỷ ôn bài, và bây giờ cũng đã đến giờ học bài mới câu pháp của kinh số 69. Và cảm ơn Vinh Quách Tha Ná cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sằng Khà dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bo Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời dân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tội mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bổn Thầy dạ. Dạ con kính bạch đại đức Minh Mẫn và kính thưa đạo tràng, hôm nào hôm nay cái đích hồng nhật con nó cũng bị đen thui rồi, nhưng mà bây giờ hôm nay con thấy cái đích của sư nó cũng đen, nhưng mà bác đi vắng rồi bạch sư, nên là hôm nào hôm nay con cũng chịu đích đen đi. Bữa nay con thấy sư đích đen, dạ để con cầu xin bác trở lại
con sẽ dâng nít màu đến sư ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cứu kinh số 69. Được bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, sa thú lành thay kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ, quý vị nghe nhỏ. À, nghe nhỏ thì chúng tôi sẽ chỉnh lên. Rồi bây giờ chắc là ok rồi. Dạ, chúng ta tiếp tục. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi báo là Phật báo, Pháp báo và Tăng báo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức. Cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay Rum chúng ta tiếp tục học đến câu kệ pháp cú số 69. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ. Ma thu hoa manh nhất tí ba lô. Mát thu hòa mạnh nhất tí ba lô. Đoạn thứ hai. Ya wa pa pang na pa chát tí. Ya wa pa pang na pa chát tí. Đoạn thứ ba. Ya da cha pa chát tí pa pang. Ya da cha pa chát tí pa pang. Đoạn thứ tư. A tha đúc khẳng ni gát chát tí. A tha đúc khẳng ni gát chát tí. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, Mathuwa. Chữ Mathuwa này ở đây sẽ có hai hình thức. Một là Mathuwan Túc. Và hai là Mathu cộng với Hoa. Ma thung cộng với hoa. Thì ma thung cộng với hoa đó là cái bản của bản đó là bản của Thái nè, của Sri Lanka. Còn bản của Miến Điện đó là ma thú hoa. Nếu mà ma thú quan tú đó thì tức là ma thú cộng với là quan tú để hình thành nên tính từ. Thì lúc đó đó cái tính từ này sẽ chia theo cái hình thức là quan tú. Vậy thì mắt thú hoa đó là chia theo chủ cách. Chúng ta thấy có cái từ giống như là phá gá hoa hay là phá gá hoa tô hay là phá gá quan tăng. Thì mắt thú hoa đó chia theo chủ cách. Như vậy thì là không có hợp lý ở trong trường hợp này. Bởi vì cái động từ ở đây là manyati. Thì là ma thú hoa này phải chia ở đối cách. Đó, do đó chữ ma thú hoa ở đây đó là ma thung cộng với hoa. Ma thung là ma thú chia theo đối cấp. Thì trong trường hợp này đó chữ qua ở đây đó chúng ta hiểu là một cái chữ như là thêm vào để cho đủ âm. Chúng ta thấy ma thú qua ba âm nè, manyati ba âm là 6, ba lô hai âm là 8. Mỗi câu có 8 âm. Ma thú có nghĩa là mật ngọt.
chữ qua đây chúng ta không có lấy nghĩa. À, còn nếu mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa là mất thú qua, là mất thú ăn trúng đó, à, thì lúc đó đó sẽ dịch là có mật ngọt. À, giống như phá giá qua là hữu phần, có phần. Rồi từ thứ hai manh nhất tí, đây là động từ ngôi thứ ba số ít, tức là của cái chữ ba lô ở sau. Manh nhất tí có nghĩa là nghĩ rằng, tưởng rằng, cho rằng. Rồi từ tiếp theo ba lô, ba lá chia theo chủ cách. À, thành ra có cái hình thức là ba lô. Ba lá có nghĩa là người ngu hay là ngu nhân. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy có bốn từ, từ đầu tiên gia quá, đây là một cái trạng từ. Và ở cái đoạn thứ ba chúng ta thấy lại có thêm một cái từ giá đa đó. À, thành ra đó cái câu kệ pháp cú này đó, à, là một cái mệnh đề trạng từ hay là một thành ngữ trạng từ giá đa chấm chấm chấm, à, xin lỗi, gia quá chấm chấm giá đa chấm chấm chấm. Giá đa là khi nào, chừng nào, lúc nào. Từ thứ hai pa păng, pa pa chia theo đối cách. Pa pa là điều ác, việc ác. Từ thứ ba na là một phủ định từ, có nghĩa là không. Pachati có nghĩa là nấu, nhưng mà ở đây mình hiểu nghĩa đó là chính. Chính là mình nấu cái gì mà nó chín, nó xin thú gì. À, nấu cái gì đó mà nó còn sống, nấu cái gì đó mà nó chín. Thì chữ Pachati ở đây đó là chín, nấu chín. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có bốn từ, từ đầu tiên giá đa, à, đây là một cái cụm thành ngữ trạng từ gia quá giá đa. Gia quá là khi nào, thì giá đa là khi ấy, chừng ấy, lúc ấy. À, chữ chá là liên từ, có nghĩa là và. À, chữ pachati là động từ, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. Pa păng pa pa chia theo đối cách, chúng ta cũng đã lấy nghĩa ở trên. Bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ, từ đầu tiên athat. À, đây là một cái bất biến từ, có nghĩa là vậy thì như vậy. À, và có khi đó mình cũng không có dịch luôn. Ở trong Bali đó thì có những cái từ thêm thêm vậy đó. À, nhưng mà khi mình chuyển sang cái ngôn ngữ tiếng Việt đó thì có đôi khi những cái từ này mình cũng không có dịch. Điều thứ hai, đúc khăn, đúc khá chia theo đối cách. À, điều khổ, việc khổ, quả khổ. Rồi từ cuối cùng, nigachati, đây là động từ. À, động từ này đó là chia theo ngôi thứ ba số ít. À, thì nigachati ở đây đó, mình không có cần tách ra đâu, mà mình để nguyên vậy đó rồi lấy nghĩa luôn. Nigachati có nghĩa là lãnh chịu, bị chịu.
Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi. Ba lô manh nhã tí, nghĩ ma thú qua có sự ngọt ngào. Gia quá cho đến khi như vậy thì cái chữ ba bá ở đây đó ha. Chữ ba bá này đó, ba băng này đó là chủ cấp rồi. Vậy là ba bá ở đây người ta chia theo danh từ trung tính, chủ cấp ngôi thứ nhất số ít. Ba băng ở đây đó là chủ cấp của cái động từ pachati. Gia quá khi nào ba băng việc ác ná chưa pachati chín mùi. Chá và gia đa đến khi ba băng việc ác bách chặt tiết chín mùi rồi. Thì cái chữ á thá ở đây đó mình dịch cái từ nối là thì ba lô người ngu ni gách chặt tiết chịu đúc khăn quá khổ hay là điều khổ hay là sự khổ việc khổ. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 69. Kính tri ân cô Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chúng ta theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 69. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng là chư Phật tử. Chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Tức là học về duyên sự và ý nghĩa câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại rừng Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 69. Câu kệ này nằm trong phẩm Ba La Quát Cá, phẩm Ngu Nhân, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tá Quá Ná, đề cập đến trưởng lão ni Uppalakwana. Có lẽ bà con chúng ta cũng biết về vị trưởng lão ni này rồi. Đây là một vị đệ nhất về thần thông ở bên nữ. Thì ở cái duyên sự của cái câu kệ này đó, đề cập về vị thánh ni này một số khía cạnh của cái vị thánh ni này thôi. Một số khía cạnh này gợi mở
cho chúng ta hiểu về ý nghĩa ở trong cái câu kệ này. Khi mà chưa xuất gia đó, thì lúc đó người ta gọi là cô hay là nàng. Cô Upalawana đó, đã có một cái tiền duyên hay là tiền nghiệp rất là tốt đẹp. Đó là vào thời kỳ Đức Phật Padumuttara, cô này đã từng phát nguyện rồi, và cô cũng đã tích trữ ba la mật, hay mình nói là tu, trong hàng trăm ngàn đại kiếp rồi. Cho nên đó là cổ cứ luân chuyển ở trong cõi trời và cõi người thôi. Rồi đến cái thời Phật Gotama xuất hiện đó, thì cô này tái sanh vào một cái gia đình trưởng giả ở trong thành Sawatthi, và được cha mẹ đặt cho cái tên là Upalawana. Đó, dĩ mà đặt cái tên vậy đó là vì cô này cũng có một cái làn da mịn màng tươi tắn, thanh lịch giống như là cánh sen xanh vậy, cho nên mới đặt vậy. Wanna là sắc diện, Upala đó là sen xanh. Và đến cái tuổi cập kê đó, thì vì cô này cổ có làn da mịn màng tướng tá đẹp đẽ vậy đó, thành ra có rất là nhiều vương tôn công tử để ý đem của đến dạm hỏi. Nhưng mà bố của cái cô này đó thì rất là khó xử, giờ ưng ai giờ ưng người này bỏ người kia đó thì cũng phiền phức phiền hà. Và ông này đó thì lại là một người mộ đạo nữa, thành ra đó mới gửi cho con, con này thôi con đi tu đi. Thì xin thưa quý vị, vì cái cô Upalawana này đó là đã phát nguyện dưới chân của Đức Phật Padumuttara rồi. Rồi đồng thời đó, từ sau khi phát nguyện xong đó, cô này đã thực hành ba la mật độ. Mà có lẽ ở trong những cái pháp độ đó đó, thì cái pháp độ mà Nikkhamma xuất ly đó, xin thú gì, cô này cổ thực tập nhiều hay sao? Thành ra khi mà nghe cha gợi ý vậy đó, đề cập đến cái chữ xuất gia một cái đó là cô này cổ rúng động liền, xin thú gì. Cổ rung động liền, hoan hỷ tột độ. Thì thành ra đó là ưng ý ngay, đồng ý ngay. Thì người cha của cổ đó bắt đầu mới tổ chức lễ linh đình để tiễn đưa con gái đi xuất gia, đi đến chùa Ni để trở thành vị tỳ kheo Ni. Khi mà xuất gia đó thì là sẽ có những cái bổn phận phận sự của người xuất gia. Một lần nọ cô này cổ đang quét dọn, sửa soạn cái chỗ để mà làm lễ sám hối cho Ngảo Bồ Sát Há, sám hối cho chư Ni đó. Thì khi mà quét tước hết tất cả các chỗ vậy đó, cái bắt đầu cổ mới đốt đèn lên. Đó, thì khi mà cổ đốt đèn đó, cái cô nhìn vô cái ngọn đèn, lấy cái ngọn đèn đó đó làm đối tượng. Thì ngọn đèn đó là lửa đó, xin chú gì. Cô này cổ tu cái đề mục lửa. Cái đề mục lửa đó là để chứng đắc các cái thiền định, và cũng là cái đề mục lửa đó, đó để chuyển sang thiền quán. Và cô này qua cái đề mục đó đó, do cái túc duyên hay là do cái nhân mà cổ gieo đó, xin thú vị, bây giờ nó đến thời kỳ quả chín mùi,
Đó, thì thành ra đó là qua cái đề mục đó cổ quán có chút xíu. À, thì cổ chứng đắc đến quả vị A La Hán là tứ tuệ phân tích là lục thông. Rồi sau khi mà thành tựu được cứu cánh đời tu vậy đó, một thời gian sau, lúc này được gọi là thánh ni hay thánh ni Upalawana. Một thời gian sau, thánh ni đi vân du rồi đi vào ở trong cái khu rừng gọi là Anthawana. Antha là mù, Wana là rừng, rừng mù để mà hành đạo. Đó thì cái lúc này đó là thời kỳ đầu của Phật giáo, tức là vào khoảng 15 năm đầu của Đức Thế Tôn. Thì lúc này đó chưa có học giới cấm các cái chư ni ngủ ở trong rừng. Thành ra đó là thánh ni này mới hành đạo trong rừng, thì lúc đó có bà con chư Phật tử, người ta hộ độ, người ta xây cốc liêu cho thánh ni ở. Thì, ban ngày cũng ôm bác đi ra thành sao quá thi khắc thực vậy, rồi xong rồi trở về rừng mù đó đó để mà nghỉ ngơi. Thì khi mà còn ở đời đó, thì cô Upalawana này đó là một gọi là một tuyệt sắc giai nhân. Cô này có một người anh em cô cậu tên là Nanda. Thì cái cậu Nanda này đó đã thương yêu, đã ái luyến cô Upalawana này từ khi còn ở gia đình rồi. Và đến lúc này nè, thì cậu này biết được là cô Upalawana đã về thành Sawatthi và đang ở trong cái khu rừng hẻo lánh đó đó. Thì đây là cái cơ hội để cho cậu ta đã có thể được thỏa mãn thị hiếu dục lạc của mình. Cho nên đó, cậu ta mới lén vào trong rừng đó, lén vào trong cái cốc của thánh ni, rồi núp ở dưới cái gầm giường của thánh ni. Thánh ni đi bác về xong, vào trong liều của mình đóng cửa lại, rồi lên ở trên giường nó có thể là nằm nghỉ, có thể đó là ngồi thiền. Thì lúc bấy giờ chàng thanh niên đanh đá từ dưới giường đó chui lên và thực hành cái hành động vô phép, không phải đối với thánh ni, đã phá hoại cái phẩm hạnh đạo đức của thánh ni. Tức là cướp đi, mình có thể nói theo kiểu người đời đó là cướp đi cuộc đời con gái của thánh ni. Thì sau khi mà thỏa mãn cái lòng dục vọng của mình xong đó, chàng thanh niên này mới bỏ đi. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, thì ở đây chúng tôi xin được đóng mặt mở mặt này. Thì nãy chúng tôi nói với quý vị thánh ni này đó là đệ nhất thần thông về bên ni, đệ nhất thần thông ở sư tú gì. Thì như vậy theo quý vị ha, khi mà mình vào trong phòng đó, một người đệ nhất thần thông vậy đó, khi vào trong phòng đó có người nấp dưới giường vậy đó, thì người đó có khả năng biết được không? Thứ nhất. Thứ hai nữa ha, đệ nhất thần thông vậy đó, thì là người khác đó, có khả năng đó là cưỡng hiếp cưỡng đoạt mình được không? Đó thì từ cái chỗ đó mới suy ra nè, tại sao là thánh ni bị cái anh chàng thanh niên kia đó cưỡng đoạt? Theo quý vị là tại làm sao? Thì chúng ta muốn hiểu tại làm sao ha, thì bây giờ đó chúng ta mới quay trở lại cái câu chuyện của ngài Mukkalana đó, xin thú vị. Ngài Mukkalana cũng là đệ nhất về thần thông. Vậy đó mà bị bọn cướp đó, nó chém ngài ra thành tương đó. Vậy thì tại làm sao? Đó, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu.
À, tức là cũng dựa trên cơ sở của nhân quả nghiệp báo đó, xin quý vị. Sau khi chàng này chàng thực hành cái thực hiện xong cái hành động ác đó đó, bỏ đi, thì xin thưa quý vị đó, cái quả đất đó như là không có thể nào chịu nổi hay là dung chứa cái người mà ác mạnh quá vậy đó. À, thành ra đó là quả đất đó mới nứt ra và cuốn anh chàng này xuống ở dưới địa ngục A Tỳ. Riêng về phần thánh ni đó, thì muốn cho tâm của mình khỏi tắc trách, là đồng thời đó cũng là gì đó, làm sáng tỏ rồi để làm gương cho hàng hậu bối đó, xin quý vị. Thành ra đó mới đem cái câu chuyện này trình lên giáo hội ni, rồi trình lên tăng, rồi trình lên Đức Bổn Sư. Khi được trình lên vậy thì Đức Bổn Sư mới gọi các vị tỳ kheo đến và dạy. Ngài nói rằng: này các tỳ kheo, đối với hàng tứ chúng là tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, nếu kẻ ngu nào gây ra ác nghiệp thì dầu cho kẻ ấy có vui sướng thỏa mãn được chút ít thì cũng ví như người nếm qua cái hương vị ngọt ngào của chất đường và mật đường chẳng hạn. Ngài chỉ nói vậy thôi, Ngài chỉ dạy vậy thôi, và Ngài không có dạy cái hậu quả của cái việc nếm đó nó dẫn gì đâu. Ngài dạy vậy xong, bắt đầu Ngài mới thiết lên cái câu kệ: Ma thu hòa mạnh nhất tí bà lô, gia quá bà bằng nắp bách chất tí, gia đà chắc bách chất tí bà bằng, a tha bà lô đúc khăng ni gác chàn tí. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Và đồng thời Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: Ác hạnh ngọt ngào như đường, người ngu nghĩ vậy quả thường chưa sanh, đến khi ác báo đành rành, than trời trách Phật khổ thành khổ hơn. Và có thêm một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa, thì đây là ba cái bản dịch, ba phần tham khảo để chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật Ngài dạy. Rồi đây chúng tôi lại có một cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Pháp Minh nữa, nên xin được đọc để bà con chúng ta cùng nghe. Ngài Pháp Minh dịch là: Khi quả ác nghiệp chưa mùi, người ngu lầm tưởng yên vui mật đường, đến giờ quả chín như thường, người ngu mới thấy chán chường khổ đau. Đó là bốn cái bản dịch để xin tụng. Thì đây là bốn cái phần tham khảo để chúng ta hiểu. Rồi qua cái phần duyên sử đó, thì chúng ta hiểu rộng, hiểu sâu ý nghĩa câu kệ mà Đức Phật Ngài dạy. Từ đó chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của mình đó, thì lúc đó mình sẽ tránh được các cái khổ đau, mình sẽ gặt hái được những hạnh phúc, những an vui ở trong đời sống hiện tại cũng như đó là mai sau. Bây giờ chúng tôi với quý vị cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này. Câu kệ Bali này Đức Phật Ngài dạy: Ma thu hòa mạnh nhất tí ba lô, người ngu nghĩ là mật ngọt. Thì ở đây cái câu kệ này đó được dựa trên cái duyên sự của thánh ni Upalawana. Thì người ngu ở đây đó mình hiểu là gì? Là anh chàng Nanda.
anh chàng Nanh Đá đó, ảnh có những cái hành động đó xong thì ảnh mới nghĩ đó, đó là mật ngọt. Dạ, vậy thì ở đây chúng ta cần phải hiểu hai khái niệm, một là người ngu và hai là mật ngọt. Thì người ngu ở đây đó, nếu mà mình hiểu rộng ha, thì phàm phu đều được gọi là ba la. Dạ, cứ thế còn là phàm phu thì đều được gọi là ba la cả. Và khi mà nói vậy đó, thì chúng ta cần phải suy tư suy gẫm để thấy nó có nhiều cấp độ ba la. Tức là ngu nhiều, ngu ít, ngu vừa vừa. Ngu nhiều quá đó dẫn đến là mình gọi là ác ngu. Thì tại sao đó là do cái gì đó mà khiến cho người ta phải trở thành người ác vậy? Người ác ở đây đó tức là người ha, có thân hành ác nè, khẩu hành ác nè, ý suy nghĩ ác. Thì ác đó là ác cực độ, ác trung bình và ác vừa vừa. Thì theo quý vị, do cái gì mà khiến cho người ta đã có thân hành ác, khẩu hành ác, ý suy nghĩ ác? Chúng ta quay lại thập nhị nhân duyên là do vô minh duyên hành đó. Do sở hữu si nè, nó đồng sanh với là chê tà na sở hữu tư trong các tâm bất thiện, tạo ra khẩu biểu trí thực hành khẩu ác nghiệp, thân biểu trí thực hành thân ác nghiệp. 12 tâm đó, 12 tâm bất thiện đó, suy nghĩ liên hệ đến tham ác, sân ác, tà kiến ác thì được gọi là ý nghiệp ác. Do vô minh đấy, xin thưa quý vị. Thì theo quý vị đó, phàm còn vô minh không? Còn. Ở đây chúng tôi chỉ nói phàm thôi đó, chứ chúng tôi chưa có lấn sang thánh đó. Bởi vì sao? Dù cho ta còn đó, nhưng mà là cái gì? Thứ nhất nè, người ta không còn làm ác nữa. Thứ hai nữa, cái đích đến người ta rất là rõ ràng rồi. Thành ra đó, mình không có nên đá động địch. Do đó đó, chữ ba la ở đây đó, chúng tôi mới nói đó là chỉ cho phạm. Và tùy cấp độ sẽ thú gì ha, tùy cấp độ để người phàm đó đó, tùy cấp độ là để người phàm đó mình phân ra đó là phàm ác dữ này, ác trung bình, ác ít ít. Thì trong trường hợp này đối với cái anh chàng Nan Đá này thì quý vị thấy là ác trung bình hay là ác ít hay là ác nhiều, ác dữ? Xin thưa ác nhiều. Dạ, ác nhiều. Thì ở đây mình là hiểu nè ha. Sở hữu tư đồng sanh với 12 tâm bất thiện thực hiện hay là tạo khẩu biểu tri hành động nói với quý vị. Thân biểu tri làm, tức là thân hành động, khẩu hành động. Thì thân hành động, khẩu hành động đó, đó nếu mà nói rộng là thân hành động bất thiện, khẩu hành động bất thiện. Đó thì trong cái bất thiện đó đó có những việc bất thiện nhẹ, có những việc bất thiện trung bình, có những việc bất thiện nặng. Những việc bất thiện mà nặng đó thì mình gọi là ác. Và một khi thân bất thiện được thực hành, khẩu bất thiện được thực hành thì bây giờ tùy thuộc vào cái đối tượng nữa để cái quả đó đó nhiều hay là ít. Theo bà con chư Phật tử chúng ta, khi mà mình làm phước đến cá nhân đó, thì làm phước đến ai mình có kết quả phước báo nhiều ạ? Nếu mà nói theo trong cái bài kinh cúng dường phân biệt đó, thì là bậc chánh đẳng chánh giác là phước nhiều nhất.
rồi cái mới đến đó là bậc độc giác, rồi mới đến đó là các vị thượng thủ thính văn, rồi mới đến dưới nữa. À, nhưng mà ở một chỗ khác đó thì nói đó là cái vị mà mới vừa xả thiền diệt thọ tưởng định xong đó, mình cúng dường đó, thì phước báo là vô lượng vô biên. Dạ. À, và cái vị thánh ni này nè, đây là một cái bậc thánh lậu tận nè, mà là tứ tuệ phân tích rồi là lục thông nữa, xin thưa quý vị. Do đó đó, nếu mà mình cúng dường ha, mình tạo cái nhân lành nhân phước đến vị thánh ni này đó, là phước báo vô lượng vô biên không có kể được. Thì ngược lại, khi mà mình làm tội đến cái vị này đó thì cái quả báo nó cũng nặng nề chê vô cúng. Dạ rồi, bà con chư Phật tử chúng ta có học vi pháp, có học lộ định tâm rồi nè. Cái anh chàng này anh thực hiện cái hành động này đó, à, là bằng tâm tham thỏa mãn. À, như vậy là động lực này là động lực tham. Đối tượng của anh này đó là vị thánh ni lậu tận tứ tuệ phân tích lục thông. À, vậy thì trong cái chặt động lực nó xin thú gì, hay là động tốc, hay là tâm xử lý đó, còn buồn, à, xin lỗi, có bảy. Trong bảy sát na đó, đó chia ra làm ba thời kỳ cho quả. Một là cho quả ngay trong đời sống này, à, có chỗ nói đó thì là trong 7 ngày, nhưng mà có chỗ nói đó thì là trong kiếp này. À, khi mà mình đang còn sống đây nè, à, mình thực hiện một việc ác hay là một việc thiện, thì một việc ác, một việc thiện đó, đó nó sẽ trổ quả trong đời sống hiện tại, không biết ngày nào, tháng nào, năm nào. À, nhưng nếu như đó mà nó không trổ ở trong kiếp này đó, à, thì nó cho cái quả dẫn đi tái sanh. Rồi nếu mà nó không cho cái quả dẫn đi tái sanh đó, thì nó cho ở đời thứ ba. Và cho cái kết quả ở đời thứ ba đó, thì xin thưa quý vị đó, tùy thuộc vào cái mãnh lực tâm của mình tạo cái việc đó như thế nào, tùy vào đối tượng để mà mình tạo cái việc ác hoặc việc thiện đó, đó là ai, để đời thứ ba trở đi đó, đó cái quả này nè nó trổ nhiều lần hay là nó trổ ít lần. Và đó chúng ta mới thấy đó, có những người đó, à, có những người đó, à, sau khi thực hiện một việc ác xong đó thì trổ quả 7 kiếp liên tục. Có những người thực hiện cái việc đó xong thì trổ quả đến 500 kiếp, như là Bồ Tát con kiếp mà làm con nai bị đao phủ thủ chém đầu đó, thì khi mà ông đao phủ thủ ông chuẩn bị hạ cái đao xuống để chém đó, thì ông nai cười rồi ông nai khóc. À, cái ông đao phủ thủ hỏi tại sao. Nên đây là lần thứ 500 tôi bị chặt đầu. Rồi cái hỏi vậy tại sao khóc? Khóc đó là vì hồi đó tôi sát sanh, tôi bị người ta chém 500 lần. Bây giờ ông chém tôi đó thì không biết là ông sẽ bị chém bao nhiêu lần. Cái ông đao phủ thủ đó ông quảng quá, xin thưa quý vị, ông quăng cái đao ông chém nữa. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó ha, cái quả khổ nó chín mùi rồi đó. À, thì thành ra mình nói theo kiểu người đời đó là chạy trời không khỏi nắng. À, còn nói theo kinh đó thì là Đức Phật ngày dạy là không trên trời dưới biển, không trốn vào động sâu, không chỗ nào trên đời thoát được quả của ác nghiệp. Cái nhân mà mình đã gieo rồi thì không có tài nào chạy được. Thành ra đó là mặc dù cái ông đao phủ kia ông không có chém nữa, ông quăng bỏ cái đao, nhưng mà khi ông quăng cái đao xuống đó thì là cái đao đó nó va chạm xuống, cái nó bay ra một mảnh, cái mảnh đó đó cứa cái đầu mà là chết. À, vậy thì tùy thuộc vào đối tượng và tùy thuộc vào cái tâm trạng của mình, để khi mình thực hiện khẩu hành động nè, thân hành động cho mình đó kết quả nhiều lần
hay là ít ạ? Dạ, hay là ít nè. À, thì người ngu ở đây mình hiểu vậy. Rồi, mật ngọt. Mật ngọt là sao xin thú vị? Mật ngọt ở đây ra là mình hiểu là gì? Là những cái gì làm thỏa mãn thì hiểu dục lạc của mình. À, những cái gì đó ha, mà làm thỏa mãn cái tôi, cái ta của mình thì cái đó đó được gọi là mật ngọt. Dạ, cái đó được gọi là mật ngọt. Ví dụ như trong câu chuyện này, khi anh nên thực hiện cái hành động bất kính, thô bạo đối với Thánh Ni đó, à, thì đó chính là cái mật ngọt của anh. Anh thực hiện cái đó xong đó là anh thấy khoan khoái trong lòng, thấy thỏa mãn được rồi, thỏa mãn cái dục vọng của anh, thì đó chính là mật ngọt. À, hoặc giả như này ha, ông vua Thiện Giác đó, xin thú vị. Bà con nhớ ông vua Thiện Giác, ông vua Thiện Giác tức là cha của bà Yajudala, cha của Thánh Ni Yajudala. À, tức tối bực bội Đức Phật, à, cho nên là cấm không có cho Đức Phật đi bác ở cái xứ đó. À, thì khi mà thực hiện được cái việc đó xong đó là xem như thỏa cơn giận của mình rồi, xin thú vị, thì đó cũng là mật ngọt. À, ví dụ gần gần tí ha, là trong đời sống này ha, à, khi mà mình bực bội tức tối ai đó, thì mình đập người ta xong cái, đập được một cái đó là mát lòng mát dạ nè, thì cái đó là mật ngọt. À, hoặc là mình nói láo nói lường gạt người ta nè, để cho người ta tan nhà nát cửa, hay là nói láo nói lường gạt người ta để cho người ta lòi tiền đá, à, thì khi cái hành động việc làm của mình đó mà có cái kết quả đó, cái kết quả đó á, làm cho thỏa mãn cái thị hiếu dục lạc của mình đó, thì cái đó được gọi là mật ngọt. Dạ, cái đó được gọi là mật ngọt. À, thì chữ mật ngọt ở đây đó là thành tựu, à, sự thành tựu của thân bất thiện, khẩu bất thiện, hay là thân thiện, khẩu thiện, cũng đều có mật ngọt cả. À, và chữ mật ngọt này nè, mình hiểu theo như ở trong cái bài kinh của ngài Rathabala, à, thì ngài nói đó là gì? Dục lạc ngũ trần vị ngọt ngon thơm nhé. À, cái dục lạc ngũ trần đó, nó có vị ngọt vậy. Cho nên khi mà mình được hưởng, à, được hưởng, được thụ dụng cái dục lạc ngũ trần đó, đó thì đó là mật ngọt. Dạ, đó là mật ngọt. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, mật ngọt đó đó ha, Đức Thế Tôn ngài dạy sao ạ? Các dục có vị ngọt, à, nhưng mà là cái gì ạ? Coi chút xíu ạ. Ngọt thì ít nè ha, mà khổ nhiều, não hại đó càng nhiều hơn. Dạ, càng nhiều hơn. À, và người ngu là gì? Người ngu là người chỉ nghĩ đến có một khía cạnh thôi, một mặt thôi, tức là khía cạnh phải, mặt phải của vấn đề, mà không có nghĩ đến khía cạnh mặt trái của vấn đề. Đó là cái hậu quả. Dạ, là cái hậu quả. Thì tại sao mà không có nghĩ đến cái hậu quả gì được gọi là người ngu? Mày vô minh duyên cho hành động. À, cho nếu mà trí tuệ duyên cho hành động đó, thì lúc đó khi hành động đó, khi nói khi làm, người ta sẽ có nghĩ đến hậu quả. Vì trí tuệ là gì? À, trí tuệ là phải hiểu biết được cái nhân quả nghiệp báo. À, chúng ta hiểu được là người ngu với mật ngọt rồi ha. Đó, vì do vậy nó thành ra là gì? Người ta bất kể, à, cái lời nói ra, cái việc làm mà người ta làm đó đó, có phương hại, có xâm hại đến ai, đối tượng đó là như thế nào, mặc kệ, miễn sao gì? Được thỏa mãn thì hiếu dục lạc ngũ trần thì thôi. Đó, cho nên đó là khi đó là gì? Cái việc ác nó mới làm ra đó, xin đúng gì? À, thì như sữa chưa đông ngay đâu, nó chưa có chín đâu.
Chúng ta thấy mỗi một cái hạt mà mình gieo xuống ở xin thưa quý vị, nó phải có cái thời gian nó mới chín được. Ê, dù cho hiện báo nghiệp thì cũng phải là gì, trong vòng 7 ngày lắm. Không thể nào đó một cái tâm ác thực hiện xong cái là cái quả án nó đổi điên. Không có giống như là thiện đâu xin thưa quý vị. Một tâm đạo nó khởi lên thì một tâm quả sau nó có thể xuất hiện liền. Nhưng mà riêng đối với ác thì không có như vậy. Hoặc là thiện dục giới thì không có như vậy. Mà phải có thời gian. Cho nên mới được gọi là dị thời nghiệp, khác thời gian. Và nhanh lắm nó cũng trong vòng 7 ngày. Thì nhanh lắm đó là gì? Mình có thể nói thôi ha, chứ dĩ nhiên không chắc chắn là xin lỗi gì ha. Cũng phải 5-7 phút sau. Vài 30 phút sau. Giống như là cái duyên sự này mình thấy đó. Là sau khi anh chàng Nan Đá này anh thực hiện cái thân ác hạnh đối với Thánh Ni xong, anh quay đi. Quay đi thì chúng ta thấy là cũng phải mấy phút sau thì mới bị đất rút. Hoặc kể cả cái việc thiện mà trổ quả hiện tại đó là cái ông Bà La Môn Nhất Khố thì ông cúng dường Đức Thế Tôn xong cái thì cũng phải 5-3 phút, mấy chục phút sau thì bắt đầu vua quan mới cho ông nhiều cái khố khác. Đó thì cái khoảng thời gian đó đó là nó chưa có chín. Nó chín nó cũng phải có cái thời gian vậy. Thì vì do người ta không có thấy liền vậy đó. Đó, do đó là gì? Người ngu si đó. Người bị vô minh nó che mờ cái con mắt, nó che mờ đi trí tuệ đó. Người ta mới thực hành cái thân bất thiện, khẩu bất thiện. Ở đây chúng tôi đến giảng rộng cái xin thú vị. Còn ở trong cái câu kệ này đó thì chỉ nói đến đó là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh thôi. Và đến khi mà cái việc ác đó nó chín mùi, tức là cái nhân đó đó đến thời kỳ nó cho quả. Và đến thời kỳ nó cho quả thì lúc đó đó cái người ngu này nè mới phải bị chịu quả khổ đau. Như cái cậu thanh niên Nan Đá này thực hiện cái thân ác hạnh đó xong một ít thời gian sau, tức là mình hiểu đó là mấy phút mấy chục phút sau bị đất rút xuống dưới địa ngục đó. Đó thì khi mà bị đất rút đó đó là cái quả khổ nó đổ sanh lên, cậu này tái sanh xuống dưới địa ngục đó. Thì chúng ta hiểu ở dưới địa ngục là khổ triền miên rồi, đó là cái quả khổ. Bây giờ chúng tôi mới hỏi quý vị chứ, cậu này đó, cậu chỉ chịu cái quả khổ một kiếp ở cõi địa ngục đó thôi hay là còn tiếp tục đổ nữa, chịu nữa? Xin thưa quý vị, sẽ tiếp tục chịu nữa. Bởi vì sao? Cái tâm của cậu này đó khởi lên cái tâm cưỡng đoạt rất là mạnh. Đó là tâm thực hành cái hành động mạnh. Thứ hai, đối tượng của cái cậu này đó là một bậc thánh ni lậu tận, lục thâm, tứ tuệ phân tích. Đối tượng thù thắng, thành ra đó là cái quả sẽ rất là nặng nề. Sau khi mà cậu này trả quả hết ở dưới địa ngục đó thì có thể cậu này sẽ còn tiếp tục trả quả nhiều nữa. Và nếu mà cậu này trở sanh được sanh trở lại làm người đó thì do cái nhân đó, do cái nhân đại dâm đó, thì cậu này cũng sẽ sanh về ở những vùng biên địa này thì chẳng hạn, hoặc là sanh ra làm người hai thì ba phái thì như thế đại loại, quả nó sẽ trổ nhiều vậy. Thì đó là trong trường hợp ác nghiệp. Bây giờ chúng ta mới liên hệ đến là nghiệp nhẹ nhẹ tí. Mình nói dối để mà chơi nè, mình nói bông đùa nè, là mình tát ai cái đại loại vậy. Thì thử hỏi quý vị là có quả không? Xin thưa có hết. Một hành động bằng miệng, bằng lời đó tôi mình nói ra, một hành động bằng thân mình làm ra đều để lại một cái hậu quả nhất định cả. Nhưng mà tùy theo nó nặng hay là nó nhẹ.
đó, để nó cho mình cái quả đó nặng hay là nhẹ, rồi cho quả nhiều lần hay là ít lần. Và một hành động bất thiện bằng thân hay là bằng khẩu thì hành động đó tất yếu dẫn đến cho khổ trong đời sống hiện tại, quả khổ khi tái sanh kiếp tiếp theo đó, rồi quả khổ những kiếp sau sau nữa, và những kiếp sau sau nữa. À, thì khi mà mình thấy ra, mình hiểu ra vậy đó, thì xin thưa quý vị, mình phải làm sao? Nhân bất thiện thì cho quả bất thiện là khổ đau. À, cho quả khổ đau là gì? Là mình bị nhìn nè, bị nghe nè, bị ngửi nè, bị nếm nè, bị xúc chạm. À, bị xúc chạm đó, xin quý vị. Đó, cái quả khổ nè. Nhân quả khổ trong đời sống mình đó, xin quý vị. À, thì khi mà mình hiểu ra được nhân khổ nó cho quả khổ vậy đó, là mình có chánh kiến đó. À, thì bây giờ đó là gì? Mình sợ hãi đối với cái việc khổ đó, thành ra là gì? Mình cam tâm tình nguyện tu cái miệng của mình lại, tu cái thân của mình lại, là lúc này đó mình tu tập chánh ngữ chánh niệm. À, tu cái thân của mình, tu cái miệng của mình lại. À, và mình từ cái chỗ đó mình mới muốn đời sống sau đó mình có nhiều điều kiện phục vụ cho đời sống của mình tốt hơn, có bà con cô bác này kia, có phương tiện phục vụ đời sống mình như ý. À, thì là gì? Mình sống lợi thá, khả năng của mình giúp đỡ được người nào đến đâu thì mình giúp đỡ đến đó, và cũng dựa trên cái cơ sở là gì? Tâm. À, tâm của mình đó, đối với tha nhân đó như thế nào? Tha nhân đó đó là ai đó, để từ đó đó cái quả phước của mình nó nhiều hơn. À, thu thúc cái miệng của mình, cái thân của mình ha, tức là mình tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp. À, thì từ cái chỗ mà tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp đó đó ha, thì bắt đầu mình mới phát triển qua hướng thiện. À, bây giờ mình dùng cái miệng này nè nói lời ngon lời ngọt, nói pháp, dùng cái thân này là lễ lại cúng dường. Như vừa rồi cách đây mấy bữa nữa, chúng tôi lại nhận được một cái chuyển khoản nữa. Ở trong đó nói đó là của cô Nhật Quỳnh và của cô Tina, cúng dường đến chư giảng sư, mỗi vị 500.000. Đó, đây là một cái việc thiện. Và đối tượng ở đây là gì? Cúng dường vô phân biệt đến chư vị giảng sư ở chùa Phật Cụ Kinh. À, thì đây là gì? Là xin thưa quý vị, mình đang thực hành cái thân. Khi mà mình nói vậy đó thì là mình đang thực hành cái khẩu nghiệp thiện. À, rồi nếu mà gì đó có đụng chạm đến thân của mình, tay của mình cũng dường gì gì nữa đó, thì là tổng nghiệp thiện. Thì để thân thực hành được thiện, khẩu thực hành được thiện, thì buộc lòng là gì? Có ý suy nghĩ thiện, ý dẫn đầu các pháp cái sinh hướng. À, thì ở đây chúng tôi mới giảng rộng cả hai khía cạnh. À, là khi mình thấy được cái khía cạnh này, nhân bất thiện cho quả khổ đau, thì tự bản thân của mình thu thúc lại. Rồi nhân thiện cho quả lành thì tự bản thân của mình phát triển nó ra. Khi đó đó, ngoại diệt, ngoại diệt cái sinh hướng mình đang ha, tạo những cái nhân thiện, thì mình còn có thể làm cho cái chánh kiến của mình nó tăng trưởng lớn. À, và nương theo chánh kiến đó để mình thu thúc mà thương, nương theo chánh kiến đó để mình tinh tấn, nương theo chánh kiến đó để mình giữ vững cái lòng của mình, cái tâm của mình kiên định đối với việc thiện đó. Thì khi đó mình tu cùng một leo luôn đó, là tám chánh, tức là mình đang ứng dụng bát chánh đạo ở trong đời sống, tu tập bát chánh đạo là như vậy đó. Và đến khi đó mà tám chánh này nó ngang bằng với nhau, nó hỗ trợ cho nhau, thì là mình thành thánh. Đó là toàn bộ những cái gì mà chúng tôi hiểu biết, chia sẻ cho quý vị qua cái câu kệ pháp cú số 69 này, theo hai hướng, hai mặt, là mặt phải và mặt trái, tức là mặt bất thiện và mặt thiện. Mong qua câu kệ này bà con chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn về bất thiện thiện, để từ đó mà chúng ta ráng cố gắng tu tập
thực hành nhiều cái thiện nghiệp hơn nữa, để bản thân của mình có đời sống an lạc, những người thân yêu của mình họ cũng có được đời sống an lạc. Xin được chia điều phước báo này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài đồng với nhau cả thảy. Nam mô Buddhaya. Alo, sister. Sister Cẩm Vân có chiếc máy không? Alo. Sister Cẩm Vân có chiếc máy không? Nếu Sister Cẩm Vân cứ cho máy xin. Mời Sister. Mời Sister. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học 68 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính trình đại đức Minh Mẫn và kính thỉnh đại đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và dạ, alo, đầy đức Tuệ Đức có trước máy không? Dạ.